Thời điểm này, thị trường hàng hóa tiêu thụ rất lớn và đây cũng là thời điểm hoạt động gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để ngăn chặn nhằm ổn định thị trường. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, cho nên các siêu thị bán lẻ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã và đang chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Các mặt hàng được chuẩn bị nhiều là bánh kẹo, nước ngọt, bia rượu và các mặt hàng đồ khô thiết yếu khác. Để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, các siêu thị, cửa hàng bán buôn, bán lẻ cam kết không bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu và hoạt động gian lận thương mại. Cửa hàng em cam kết là lấy hàng là rõ là nguồn gốc xuất xứ này, mà hàng của công ty này, không lấy hàng trôi nổi trên thị trường, hàng đảm bảo chất lượng. Gần Tết rồi thì với cả nói chung là từ trước giờ kinh doanh thì chúng tôi vẫn phải nhập hàng hóa đúng chất lượng, đúng công ty, có địa chỉ nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đảm bảo để phục vụ nhân dân. Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong tháng 1 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra 75 vụ, trong đó xử lý 46 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 390 triệu đồng. Ngoài xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước số tiền trên, lực lượng chức năng còn tịch thu hàng hóa vi phạm chờ xử lý ước tính gần 175 triệu đồng. Hành vi bị phát hiện chủ yếu là vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa, không niêm yết giá hàng hóa, buôn bán hàng hóa giả nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có đăng ký kinh doanh để phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Hiện các đội quản lý thị trường tỉnh đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng trọng điểm dịp Tết như thuốc lá điện tử, pháo nổ, pháo hoa các loại, đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. Chúng tôi chỉ đạo các đội là phối hợp với các đơn vị của lực lượng như công an tỉnh và các ngành chức năng là thực hiện cái công tác quản lý địa bàn và phối hợp với các ngành thực hiện cái công tác kiểm tra, xử lý tập trung vào các mặt hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết. Đối với bà con nhân dân mà khi mà phát hiện ra các hành vi kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo ngay cho lực lượng quản lý thị trường để lực lượng thị trường sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý. Việc kiểm tra kiểm soát hàng hóa nhằm ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ rất quan trọng. Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng tỉnh cũng như các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ không những của cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp mà còn từ phía người tiêu dùng.